Nhưng mà ý tôi là bây giờ thì cũng làm thì tôi biết tôi sai rồi, tôi xin lỗi và đừng có giận tôi nữa, thì tôi sẽ cố gắng tôi sửa sai. Xin lỗi, lúc nào cũng xin lỗi, đây không phải là lần đầu mà mắc lỗi luôn á. Vậy là bữa giờ em nấu cái gì em cũng bỏ nước mắm vô hết hả? Thì đúng rồi, em thấy nước mắm nó thơm, thơm tho thêm vào. Vậy còn mấy cái món mà không có mùi nước mắm là của anh Hùng. Rồi em nói là em làm. À, thì hóa ra những cái món của anh làm em nói là em làm, xong rồi những cái món mà em làm em lại đổ cho anh hả? Thì đó là lý do bữa giờ tôi trốn ông đó. Tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang, hát vang la 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 là một khúc ca cho mỗi nhà.